ở trong là chánh điện à, trong nơi đó thờ các vị Phật ở trong và mọi người vào đó để thắp nhang cầu nguyện. Còn ở đây là khuôn viên à. Ở trước khuôn viên thì có vị hộ pháp ba mặt trông rất là dữ tợn nè. Đây là vị hộ pháp. Tượng Phật 60 mét cao trên tầng mây trông rất là đẹp mắt ạ. Bên hông này thì có các vị Bồ Tát, các tượng Bồ Tát rất là nhiều luôn, trải dài đứng trong các cây sứ. Buổi sáng ở Đà Lạt rất là đẹp ạ. À, nhìn thấy những cây thông, đa số là thông và dương liễu rất là nhiều chỗ này. Và chùa Linh Ẩn này nằm ở ngọn núi, ngọn đồi này. Rất nhìn rất là cổ kính, những cây là xây chùa bằng những cái cây gỗ mun lâu năm. Du khách đến đây tham quan chụp hình. Rủng mến hay nè, rủng mến leo. Ê cưng rủng giận chưa? Leo hay có leo được leo ra. Nếu leo được mình leo ở một chặng ngắn là mình quay được cái chung quanh. Mình quay được tự trên, mình quay tọa độ cao á, mình quay xuống. Rất là đẹp. Để em vào tượng tượng của một tượng Phật có vào được không? Em sẽ nếu vào được em sẽ đi lên tầng trên để mà nhìn tổng quát xuống thì chắc đẹp lắm. Đây đẹp nè, đi chung quanh được nè. Đi. À, phải không? Lại đây thấy nè. Đây thấy thác ha. Rồi lại đây em quay cái thác cho khán giả. Xin mến chào khán giả, em có mặt tại chùa Linh Ẩn Tự vào đây để tham quan à. Quay cho khán giả mình xem. Đây là ngôi chùa. Bên trong chính điện có ba vị Phật và các vị Bồ Tát Quan Âm. Đây, ở trong chính điện ạ. À. Và đây là ở trước ngoài khuôn viên. Từ chính điện đi xuống rất là cao, cả chục mét luôn, chục mười mấy mét, rất là cao. Và có tượng Phật cao 60 mét rất là to ạ.
Và bây giờ là bắt đầu trời sáng rồi nên những đoàn xe du lịch khác cũng đã ghé đây để tham quan nên giờ này khách du lịch sẽ rất là đông, rất là nhìn rất là đẹp Và đây là tượng Phật cao 60 mét, rất là đẹp, rất là cao, nhìn chót vót trên mây ạ. Từ dưới khuôn viên nhìn lên chùa. Và đoàn khách du lịch của đoàn xe khác sắp đã đến và đi tiến vào ạ. Hai xe luôn, hai xe khách du lịch khác ghé luôn.